Càng thành công thì càng bận nhiều việc. Câu hỏi này của một bạn là PT Tâm 97 hỏi là càng thành công thì càng bận nhiều việc, vậy làm sao để bình quân giữa làm việc và tận hưởng cuộc sống? Tôi nghĩ là cái việc này chúng ta đừng đặt vấn đề là tận hưởng cuộc sống hay là làm công việc, vì các bạn đang phân biệt. Cuộc sống chúng ta nó là một cái sự luân chuyển liên tục đều đặn như một dòng chảy. Chúng ta có những việc riêng, có những cái việc tận hưởng, có những việc nó cũng thích thú, có những việc cũng không thích thú lắm. Có những việc không, có những việc muốn làm và có những việc không muốn cũng phải làm. Vì vậy cho nên là cái chuỗi cuộc sống của chúng ta nó cứ liên tục như vậy, tiếp nối nhau. Và vì tất cả những cái điều đó là những việc chúng ta cần làm, chúng ta dù là không muốn làm hay là không muốn làm nhưng vẫn phải làm, thì nó vẫn là những việc chúng ta cần làm. Và khi những việc mà chúng ta cần làm thì hãy làm với một cái tư thế, một cái tâm thế là đang tận hưởng. Hãy tận hưởng cuộc sống, hãy cảm ơn rằng chúng ta đang có việc để làm. Hãy cảm ơn rằng là chúng ta đang còn có giá trị cho người khác, hoặc là có giá trị cho chính bản thân mình. Và vì vậy cho nên là dù là làm việc hay là hưởng thụ thì tôi không có sự phân biệt giữa hai cái việc này. Làm là làm thôi, hưởng thụ cũng như là làm được. Nếu mà các bạn làm việc với một cái tinh thần là rất là thích thú công việc đó thì các bạn cũng đang hưởng thụ đấy chứ, đúng không? Các bạn đang tận hưởng đấy chứ. Cho nên là có một câu nói tôi nói rằng là khi các bạn làm việc với một cái sự hứng thú, một sự đam mê thì các bạn không phải là làm việc mà các bạn đang tận hưởng. Đó, tiếng Anh là if you enjoy your work, you don't have to work a day in your life. Tức là nếu mà bạn mà thực sự là đang hưởng thụ, tận hưởng cái công việc của mình, thích thú với công việc của mình thì các bạn không phải làm việc, mà bởi vì các bạn đang enjoy, tức là đang tận hưởng nha.